Hello bro. Hello chào Nguyễn Trường. Hello em gái đêm cô đơn. Trời đất bên Chicago, Illinois thế nào rồi? Còn tuyết xuống không? Hôm qua hôm kia thì bạn anh chạy xe trên đó còn nghe tuyết xuống đó. Đang ở nhà quý vị, đang chạy ra Marshall đi trong vòng trước khi đi lên DMV, tại vì hôm qua lên DMV xếp hàng hôm qua đi lên DMV 3 giờ chiều ha, thì xếp hàng. Còn bên này muốn làm cái hẹn á, thì nó cho, tức là mình có thể online mình làm cái hẹn đến cho đến tháng 6 luôn, tháng 6 mới hẹn được. Thì tại vì cái bằng của mình là cứ 5 năm đổi một lần, cái bằng của mình là cái bằng bằng commercial, là bằng lái xe thương nghiệp đó, công nghiệp đó ha. Thì thường thường là cứ 5 năm nếu mà mình bị điểm là vậy đó, thì nó sẽ bắt mình thi lại, mà thi lại phiền lắm, thi lại phải xếp hàng vào rồi nó phải mark lại, tại vì đồng ý mình biết luật, nhưng mà lúc đó nó ra 100 mấy chục câu hỏi, nó thi lại đủ cái hệ thống hết, từ cái hệ thống thắng bằng hơi rồi ok tầm lâm tầm la. Nhiều lúc mình phải xếp hàng 2-3 lần á, một lần vậy nó cho thi 3 lần, đóng tiền nó cho thi vào 3 lần, nhưng mà mỗi lần vậy ví dụ nó 3 lần á mà fail hết á là ok mình vào mình đóng tiền lại để thi lại 3 lần tiếp cho đến lúc nào xong thì thôi. Nó rất là mệt. Thì 5 năm trước á là mình cũng được không có bị điểm ở trong đó, lái tốt á thì nên cho đội ngang. Nhưng mà năm đó thì có lẽ cái hình mình ở trong DM trong cái bằng lái xe nó vẫn còn đẹp trai nên nó không có bắt lên trên đó chụp hình với là lăn tay. Nó chỉ online cái ok mình đóng tiền cái lần là nó gửi về thôi. Năm này nó bắt đi khám sức khỏe. Thì bác sĩ Việt Nam đây có cái ông này làm rẻ, khám có 35 đồng à, rồi lên trên đó phải lăn tay chụp hình lại. Có lẽ là nó tính biết không, tại vì cái bằng 5 năm, và bây giờ 5 năm xong rồi thì trước đó là 5 năm nữa nó mới gia hạn 1 năm nữa, tức là 10 năm ha. Tính từ khi 5 năm trước thì bây giờ nó tính ra chắc có lẽ 10 năm rồi, nên nó biết mình già đi biết không, cái hình ở trong nó không còn trẻ nên nó bắt chụp hình lại. Bây giờ hôm qua thì đi lên đó thì trong cái thư về trước đây thì mỗi lần đổi bằng thống không có cần là phải mang theo passport, nhưng mà bây giờ thì nó phải mang theo passport và cái bằng á. Khi mình mang theo passport thì cái bằng ở trong mình á thì nó có thêm một cái hồ sơ gì đó, mình đi máy bay nội địa hoặc là đi vào những cái cơ quan của liên bang chính phủ gì đó, nhà tù hay là căn cứ quân sự đó, thì mình khỏi mang theo passport, có cái bằng đó thì ok rồi. Đó là như vậy, tại vì mình cũng hay chở đồ quân sự vào những cái căn cứ quân sự đó. Nghe được không quý vị ơi? Có nghe được không? Hello bro Khải Đào. Lúc nãy thấy cái miss call, nhưng mà mình đang lẩm cẩm lủi củi, mình mới mua cái cái mà bỏ phone đó ở trên cái kiếng ở trong Marshall, nó bán rẻ, nó bán có mấy đô la, 8-9 đô la gì đó. Mình gắn thử, cầm lẩm cẩm lủi củi gắn thử, thì đang gắn thử đây, đang gắn vào cửa xe đây. Bây giờ trên đường chạy lên DMV. Hello Phạm Huy. Mình biết Phạm Huy là được ở đâu bên này nha, tại vì cái giờ này mình thức mà Phạm Huy á, là California là 2:20 rồi, chiều rồi. Phạm Huy là không biết ở chỗ nào, ước gì ở gần đó là anh em gặp uống cà phê cà pháo cho vui, đi ăn đi uống cho vui. Em đâu có đi xe đâu mà mua cho em cái, thấy mình mua cái gì cứ đòi à. Vậy đó, cái cô em này kỳ lắm nha, để mình đi mua đồ đàn ông mà cứ đòi. Không lẽ mình nghi, không lẽ cô em này là hình như cái thuộc diện gì đó, không lẽ thích mặc đồ đàn ông, nghi quá à. Mình đi mua cái gì vậy, là cô thấy là cô mua cho em cái đi, mua cho em cái đi. Ừ, để anh mua dao cạo râu rồi luôn ha. Sáng nay ngồi uống cà phê quý vị, nhưng mà mọi người ở bên kia nó chém gió, nó nói mình là ok, là chỉ có là trốn, không có dám nói, chỉ về để chụp mấy cái không có dám đối thoại với tụi nó thế này thế nọ. Khi mà nó thắt mình vào á thì sự thật á mình đã nói rõ là mình nói chuyện với tụi nó làm cái gì, cái tụi côn đồ mà nói chuyện làm cái gì đó.
cái mục đích của mình đó là mình chọc cho tụi chúng cộng côn đồ á nó lên nó chửi, mình lấy bằng chứng á, mình treo lên rồi mình dựng giải. Ok, cái thành phần tôi ở đây 35 năm rồi. Ok, tôi từ trong cái tổ chức chấm cộng tôi đi ra. Đó. Thì ngày hôm nay á, ok tôi thấy rõ, nhưng mà thấy rõ tôi kể ra cho bà con á, chưa chắc bà con tin. Thì bởi vậy tôi chụp hình những cái đám côn đồ đó để tôi treo lên, tức là vừa lời nói mà vừa bằng chứng. À, để cho những cái người, đặc biệt là những cái người ok ở trong Việt Nam á, thấy được cái bản chất của cái tuổi mà lúc nào cũng mỗi lần ok chúng cộng là nói ra những cái lời rất là có cánh bay bổng trên trời, giống như là ok một cái nhà đạo đức học là vậy đó. Nhưng mà thực chất á, khi mà chỉ cần không giống tụi nó một chút thôi thì tụi nó chửi đưa ra tất cả những cái bộ phận sinh dục để mà chửi người ta. À, thì tôi nói ok tôi đưa ra vậy, nếu quý vị chúng cộng thấy cảm thấy xấu hổ vì cái chuyện đó thì quý vị ok nên hạn chế. Đó là cái bài học cho quý vị đó, tôi đưa ra là cái bài học cho quý vị đó. Nhưng mà quý vị chả biết cái gì cả, cái đầu óc của quý vị hình như mà quý vị ở Mỹ á, nhưng mà ok quý vị có thể ở một cái xứ sở văn minh vậy, nhưng mà cái đầu óc của quý vị không, nó không có phát triển. Tôi làm cho quý vị xấu hổ đó chứ. À, mà phải xấu hổ, người ta xấu hổ thì người ta ok biết dừng lại, đúng không? Nhưng mà quý vị càng ngày càng như vậy thì người ta đánh giá quý vị như thế nào? Quý vị có ngồi nói hay đi cách mấy không, chả có ai nghe. Tôi nói thật á, bà con cái vùng Liêu Sài Gòn này đều là những cái người tị nạn cộng sản, đều là những cái thuyền nhân đó, mà càng ngày họ càng xa lánh quý vị đó, trong đó có tôi. Còn nói tôi là sợ, tôi sợ chi trời, chứ bằng chứng rõ ràng tôi livestream ngay cái thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản ở Liêu Sài Gòn. Và tôi thách thức nữa, cái thời thập niên này á, ok là thập niên không còn là thập niên 80 nữa, để những cái băng đảng như là Việt Tân á, nó đưa người nó ám sát, như là ok ám sát giết chết những cái nhà báo mà nói lên cái sự thật đó. Thời gian này tôi rất sợ, nhưng mà tôi chừng ấy tuổi rồi, sự thật tôi là cái người không có ham sống sợ chết. Okay. Tôi thách thức quý vị làm đi thử, làm cái gì để tới xử tôi đi. Thực hiện như là trước đây á, đưa súng ống tới mà làm tôi bầm đi. Tôi mua bảo hiểm rồi, nghe. Okay. Bảo hiểm tôi mua ít lắm, đến 200.000 thôi đủ chôn rồi. Okay. Đủ chôn tôi để lại cho thằng con tôi khoảng 100.000 thôi, ok. À, tôi đâu có phải là cái người mà mẹ tham sống sợ chết đâu, sống chừng nãy tuổi rồi, buồn vui cực khổ gì tôi cũng có hết rồi. À, nghèo thì nghèo thật, nhưng mà ok, trước đây thì một năm nhiều lúc thậm chí tôi đổi ba cái xe nữa. Tôi nghèo vì cái đổi xe, tôi mê xe đó. Tôi nói thật tôi mê xe hơn mê gái. Tôi đàn ông ai nói tôi mê gái, ừ tôi đàn ông tôi cũng mê gái mới là lạ. Nhưng mà sự thật là tôi mê xe hơn mê gái, bởi vậy nghèo suốt à. Tôi còn đang dự định tôi đổi xe này nè. Cái xe tôi nào đi mà tôi thấy chán chán tôi đổi à. Tôi đưa ra, tôi rặn tôi ra dealer, tôi thấy được giá cái tôi đổi. Mặc dù tôi biết trade in vào cái xe mình đang chạy á thì nó ok, nó lỗ. Nhưng mà với tôi thì tôi thoải mái lắm. Tôi làm ra tiền, ok, tôi cực khổ tôi lên làm ra tiền, tôi enjoy bất cứ cái gì mà làm cảm thấy cho tôi happy, tôi vui là tôi làm. À, tại vì tôi không có còn nặng gánh gì cả. Đúng không? Tôi chả khoe khoang gì trên này cả. Nhưng mà quý vị cứ tưởng rằng là quý vị cứ trốn chui trong nhủi cào bằng phím vậy, không có dám ló mặt ra, thì quý vị cứ nghĩ ai cũng sợ như quý vị. Tôi đâu, cái thằng đâu có sợ. Tôi nói ngay, tôi uống cà phê nào mà tôi ngồi một mình á, tôi uống cà phê nào tôi nói ok ở đây là cái thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản đó, cái thành phần chống cộng côn đồ ở đây cũng rất là nhiều, đúng không? Thì làm gì tôi đây? Mà còn lên trên đó cào bằng phím nói ôi mày hèn, mày không dám ló mặt ra. Mày không có dám ló mặt ra thế này thế nọ. Trời đất, thử cái này, cái phone nó rớt rồi quý vị. Không biết là cái màn hình nó còn nó còn ok không. Bởi vậy bây giờ là tôi tuyên bố, ok, tôi là ôn tồn mấy lâu đây rồi, nhưng mà bây giờ tôi học theo ông luật sư Hoàng Duy Hồng, là bây giờ thằng nào, thành phần nào côn đồ thì tôi sẽ côn đồ lại với tụi đó. Tôi bất chấp tuổi tác. Và ngược lại, người nào nói chuyện lịch sự thì tôi sẽ lịch sự với họ. Tôi sẽ lịch sự lại với họ. Rõ ràng vậy đó. Bé, tại sao đó mình phải đàng hoàng với là cái thành phần côn đồ? Rất là vô lý. Đó, thì quý vị có thể chửi tôi, ok? Quý vị cứ côn đồ thì quái thật, ai côn đồ hơn ai? Tôi nói thật, tôi không ưa côn đồ, tôi nhu côn, tôi nhu côn lắm à. Khi mà tôi thủ đoạn, tôi còn rất là thủ đoạn. Những người thủ đoạn với tôi thủ đoạn gấp bội họ. Tôi nói thật, cái tính tôi là vậy.
tôi hiền từ như con bồ câu, chim bồ câu á, nhưng mà ok tôi sẽ đục đỉa như là mẹ như con rắn. Quý vị chỉ biết cào bằng phím thôi. Cái tính tôi cũng động chạm đến ai, ok? Một cái thằng con nít tôi cũng động chạm đến nó. Nhưng mà quý vị đừng có thấy người ta nói ôn tồn, ok, như vậy quý vị cứ chửi. Toàn là những cái cô gái rất là trẻ, thấy cái hình trong nó rất là trẻ quý vị, mà toàn là ok đưa ra bộ phận sinh dục không à. Thì tôi nói ok, cái đạo đức dân tộc bây giờ cái ngày nào nó hết rồi. Đó, nhưng mà cái giới đó là gì? Cái giới đó mà lúc nào còn vỗ ngực nó thành phần tiêu biểu của dân tộc đó. Họ chê cái Đảng Cộng sản Việt Nam, ok, họ lúc nào cũng nói rằng là họ đấu tranh vì dân tộc, yêu dân tộc thế này thế nọ, nhưng mà mở mồm ra là đưa toàn những cái bộ phận sinh dục mà mấy cô rất là xinh quý vị. À, tôi rất là thất vọng. À, tôi rất là thất vọng. Họ có thể chửi tôi, ok, khác biệt, họ có thể lên án tôi, họ có thể chửi tôi, nhưng mà chửi như thế nào, nói như thế nào, đó là quan trọng. À, còn họ đưa những cái bộ phận sinh dục đó ra không à? À, có những cái người ok treo hình Chúa Mẹ đó quý vị, treo cờ hoa vàng ba sọc đỏ, tôi chụp lên hết á. Nó rất là đạo đức, ok, hình Đức Mẹ, hình Chúa Giêsu tự nạn, nhất là bây giờ đang mùa phục sinh rồi đó, ok, đưa ra ghê gớm lắm, nhưng mà cứ ra là ok lồn cặc rồi, ok thế này thế nọ. Xin lỗi quý vị, tôi lại nói cái, tôi lặp lại, tôi kể lại, tôi còn ngường cái mộp lắm, tôi chửi không có quen. À, tôi không đạo đức gì nhưng mà tôi chửi không có quen. À, mà có thể nay mai tôi sẽ chửi quen, tại vì khi tôi chửi lại cái tụi côn đồ đó thì ok là mình quen đi, biết không, quen đi những cái gì, những cái danh từ mà nó gớm guốc đó, biết không. Chắc là hy vọng là tương lai sẽ chửi quen, cái lúc đó tha hồi chửi, tôi sẽ sẵn là tôi chửi lại quý vị, cái thành phần đó cũng nên chửi, mặc dù tôi biết rằng là ok chửi trên này nó không có được cái gì cả, trên này đâu có ai sợ ai đâu. À, không ai sợ ai cả, mà thành phần những tôi có chụp lại đó hồi sáng là tôi không biết ai, cái người nào Nancy đó nó lấy ra cái câu của tôi không biết có thâm thù gì, mà tôi nhớ rằng là tôi không chối, tôi nói là nói block tôi, mà cái thằng lồn kia mày block tao, mày trốn tao, tôi ẩn hận, tôi không biết là cái gì nó đưa ra, mày đừng có chối nghe, nó đưa ra cái đoạn nào lâu lắm rồi, cái thời mà cô Nancy Nguyễn á, cô Nancy Nguyễn mà về Việt Nam á, thì tôi có bình luận, lúc đó tôi nghe dư luận, tại vì thời gian đó là cô về Việt Nam của Sài Gòn là cô mất tích, gia đình bên này đang ấy thì chưa biết là an ninh Việt Nam Bắc. Thì người ta đồn rằng là ok cô đó về theo cái đường này đường nọ, biết không, người ta chỉ đoán. Và tôi còn vậy, tôi bình luận theo cái dư luận, cái đoán của người ta là nói cô ta về Việt Nam chắc là cái đường Campuchia, biết không, thì Campuchia chỉ có Thái Lan về. Thì tôi nói rằng là ok, tôi bình luận rằng là tôi nói ok, vấn đề đi vào Việt Nam bằng cái cách đó, tức là khi mà đi vào đường bộ, có nghĩa rằng là nhập vào một cái quốc gia đó trái phép thì họ đã có quyền bắt rồi. À, rồi về đi thăm ông bác ông cha dòng chiếu cứu thế, livestream gặp người này người nọ mà đưa lên á, xin lỗi quý vị, thì an ninh Việt Nam họ không bắt mới là lạ. Trong khi cô đó là cái người mà đã từng bỏ tiền túi ra về bên Hồng Kông, cái dù mà biểu tình cái dù gì đó, dù xanh dù đỏ gì bên Hồng Kông đó, để học cái cách biểu tình bên đó ha, rồi về Việt Nam ứng dụng. Có lẽ là ok, có thể là họ cũng có một cái đường lướng là ok mà gửi tiền về để mua dù cho những cái người biểu tình ở Việt Nam làm những cái chuyện đó. Thì tôi nói rất là rõ ràng, tôi nói ok, nói cái chuyện đó là cái ngu ngốc, tôi nói rất là rõ ràng. Thì tôi nói nếu mà về cái đường bộ thì ok là cái nhập cư bất hợp pháp thì họ bắt là đúng. À, bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Rồi cái ngu thứ hai, cái đó là theo dư luận thôi, còn cái ngu thứ hai đó là ok, là cái người đấu tranh mà về bên đó thì ok, trình ảnh cái mặt ra đó thì chả khác gì là mình tự thú cho an ninh, bất cứ một cái quốc gia nào cả, mình tự thú cho an ninh đến để bắt mình để lấy tiếng. Tôi nói rõ vậy luôn. À, thì không phải là ok, không phải là ngu là gì. À, về đã về Việt Nam hoạt động chính trị mà rồi về Việt Nam trường cái mặt ra đó, hết thăm mấy ông cha dòng chủ kéo thế rồi chụp hình lên, là mà những cha dòng chủ cứu thế thì ok, cái vấn đề những cái việc làm của ông thì lúc nào an ninh họ không có theo dõi, họ muốn ngăn ngừa cái hậu quả không hay xảy ra trong đất nước họ thì họ phải theo dõi, đó là cái chuyện an ninh ở đâu nó họ làm cả. Tôi chưa nói rằng ok cái vấn đề khác, cái mặt trái của nó. À, rồi bắt đầu đi gặp người này người nọ lên, một cái người về hoạt động như vậy ok đó thì nó chẳng là ngu ngốc cái gì nữa. Nhưng mà cái cô đó thì cô lấy ra thì cô nói tôi là tại vì cô cũng đi đường bộ về, nhưng mà cô về cô hoạt động rất là có hiệu quả, rồi cô đi ra không bị gì cả. Tôi nói trời đất ơi, thì cô, tôi đang nói đến cái người mà bị bắt là cô Nancy Nguyễn,
À, nhưng mà cô nói rằng là tại vì sao nó đi đường bộ? Tôi nói à, tôi nói đường bộ tại vì lúc đó là cái dư luận nói về có thể cô đó nhập vào Việt Nam theo đường bộ. Thì tôi bình luận theo cái lối ok đang đang xảy ra trên mạng này. À, là có thể cô đó về đường bộ. Mà họ cũng chửi tôi, mà những cô gái rất là trẻ, nó làm như tôi là sợ nó. Sự thật mấy con đó là mấy con nhảy ranh. Mà tôi gặp ở ngoài tôi tát chai thứ mẹ nó, mẹ tôi tát cho mẹ không còn cái bộ hàm mà ăn chứ đừng có nói. Tôi đâu phải là thứ hiền, tôi rất là hiền với những cái người hiền. Mà những cái thành phần du côn á, tôi có vào tù tôi còn tát tay nó. Mẹ con nhà vô giáo dục, tôi nói thật á, tôi cầm cái lá cờ vàng mà làm như vậy á, thì ok người ta không có nhổ vào cái lá cờ vàng là may lắm rồi. Cứ dựa vào những cái chuyện đó, tôi nói ok những cái có những cái thành phần trí thức, có những cái thành phần tử tế họ đang đứng dưới lá cờ đó, quý vị phải giáo dục lại cái thành phần đó, nghe. Quý vị không nói, ok, không có lên tiếng để dẹp những cái thành phần đó họ đang bôi nhọ lá cờ của quý vị, thì những người như tôi chửi là cái điều bình thường, đừng có trách. Hay là quý vị lại sợ cái đám kia nó chửi quý vị? Thằng nào cũng mở ra ở đây, thằng nào cũng có tổ chức đoàn này đảng nọ, nhưng mà đi mẹ ngầm câm như hến á. Thấy người ta những cái tổ chức người ta gạt gẫm cũng không có dám mở miệng ra mà đòi mẹ chấm cộng làm những cái công việc nó liên quan đến nửa vòng cỏ đất. Quý vị là những cái thằng bù xịt hết á, tôi nói thật á, thằng nào muốn làm gì tôi thì làm đi. Quý vị là những người có tổ chức á, ám sát đi. Tôi nói thật, ngày hôm nay mà tôi không có nhìn nữa. Quý vị có thể chụp mũi tôi thấy còn sáng. Mà quan trọng những cái gì tôi chửi đúng hay sai. Quý vị cũng vậy á, chờ người ta hở ra khác một cái là chụp mũ. Tôi đâu có sợ cái thằng nào ở đây. Đã bây giờ ở bên này là không có còn cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa, nó không còn một cái là ok tụng nha an ninh hay là ok là phòng nhì phòng 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 bảy nữa để mà tôi phải sợ là ok cảnh sát chìm cảnh sát nổi nó bắt. Tôi chỉ sợ FBI tôi làm sai luật pháp Mỹ thôi. Đúng ra ok những cái người quý vị là những cái người tử tế thì quý vị nghĩ sao, ok những người ta chửi mình, thậm chí kẻ thù họ chửi mình, nếu mà chửi đúng á ok thì mình phải lắng tai nghe để rút kinh nghiệm đó. Để mà sửa sai, để mà làm sao cho nó tốt. Mấy những cái phần thành phần mà treo cờ thổ tả trên này cứ bổ ngực ta đây là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lên chửi. Khi những cái người như tôi đưa lên thì quý vị lại đổ thừa cho cộng sản, ô đó là những bé cái tụi bò đỏ đó, cái tụi cộng sản đó, cái tụi du lòng viên nó giả như vậy. Nhưng mà quý vị cứ đổ thừa cho cộng sản hết trơn, cái gì đổ thừa cho cộng sản con, ok quý vị tốt hết, bé tốt hết mà mẹ mấy chục năm trời rồi á, cái hàng ngũ mà đấu tranh của quý vị càng ngày họ càng lánh xa. Tôi nói thật á, ok những chú những bác mà tôi nói chuyện đó ở gần nhà tôi này, họ là những cái người đi tù ở miền Bắc đó. Họ qua đây họ chán ngán, họ nhìn cái cảnh, họ theo cái chương trình trên đó, họ cũng có theo dõi những cái livestream của tôi, họ chán ngán rồi lắm quý vị lắm. Họ không dám nói tại vì họ biết rằng là bây giờ là vàng thau lận lộn, hồn quân hồn quang, nghe không. Những cái bác lớn tuổi 70-80 tuổi mà lên nói không có vừa ý quý vị thì quý vị cũng đưa những cái bộ phận sinh dục ra để chửi họ, mặc dù ok quý vị chỉ đáng là đàn cháu của họ thôi. Bởi vậy họ không nói, chứ không phải là ấy. Tôi về một chuyến bay kìa, tôi nói chuyện với các chú HO rất là nhiều. Tôi kể cho các chú nghe, ok tôi về tôi khen Việt Nam, cái xã hội tôi nhận cái nhất là Đà Nẵng, quê tôi vậy á. Tôi ngày hôm nay tôi thấy ok cái đời sống của họ sung túc hơn những cái năm về trước. Đặc biệt là cái thời điểm đầu tiên tôi về là cuối năm 1995 cho đến nay. Mày không lẽ tôi khóc à, tôi thấy họ đời sống cái vật chất họ cao lên, họ lên hơn trước thì tôi mừng cho họ chứ. Phải biết phân biệt ok cái vấn đề chính trị là thế nào và cái vấn đề đời sống của người dân là như thế nào. Rồi quý vị ok có thể quý vị không đồng ý, nhưng mà ok khi khen một cái vậy á thì ok quý vị nói tôi là tôn sùng cộng sản, bưng bô cho cộng sản, bưng bô cho cộng sản, sao không có về Việt Nam ở đi bù xẹt. Mà tôi đi vượt biên á, ok gia đình tôi có bị bắt ở tù, gia đình tôi lo nghe. Nếu mà tôi mất xác á, dưới biển hay cá ăn á, gia đình tôi lo và bản thân tôi chịu nghe. Không có cái quốc gia nào á, sau năm 75 không có cái quốc gia nào mà lo cho tôi hết. Thì quý vị đừng có mở mồm ra mà nói tôi chỉ mang ơn là mang ơn Mỹ. Mà cái vấn đề chính trị của Mỹ á, không có giống như là cái vấn đề chính trị thổ tả của quý vị đâu.
trên cái diễn đàn này, ok, vẫn còn những cái người chị của tôi. Và tôi đã làm cho văn phòng cao ủy tị nạn ở bên Hồng Kông, đó là cái trại Chiêm Quan. Và các chị của tôi vẫn còn liên lạc, 30 mấy năm sau vẫn còn liên lạc. Mặc dù các chị đó lớn già rồi không có nói, nhưng mà tôi nói cái vấn đề chính trị của Mỹ rất là hay. Thời gian tôi làm phụ tá cho văn phòng cao ủy tị nạn ở bên đó đó, có những cái người, cái lớp lớn hơn tôi, lớn hơn tôi vài tuổi. Ok, các bạn đó qua bên đó cứ tưởng rằng là lấy lòng với người Mỹ ha. Bắt đầu lên khai tố khổ cộng sản. Nó, tôi cũng thể chấp nhận chế độ thế này thế nọ, tôi không có thể bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản, nên tôi không có đi nghĩa vụ quân sự, tôi trốn nghĩa vụ quân sự. Mỹ nó bác hồ sơ ngay, với lý do bạn là công dân của quốc gia đó, mặc dù bạn thích hay không thích, ưa hay không ưa, thì cái bổn phận công dân bạn phải thi hành. Bởi vậy nếu tôi nhận bạn vào thì bạn không ưa thì bạn cũng đâu có ok chấp hành cái bổn phận công dân khi mà tôi khi mà tôi nhận bạn vào làm công dân của quốc gia Hoa Kỳ đó. Từ chối, thứ nhất. Thứ hai, có một chú đó người Huế có đạo Công giáo, là cảnh sát đặc biệt để vượt qua bên đó. Hiện tại chú đang ở Úc, tôi quên tên rồi. Đó, là sinh hoạt trong cộng đồng Công giáo với tôi. Mà thời gian, thời điểm đó tôi là đại diện cộng đồng Công giáo ở trong trại Chiêm Quan. Tôi là cái người, ok, làm việc cho một ông linh mục, người Tàu biết nói tiếng Việt. Linh mục đó là cha Mark Hilkin. Trước năm 1975 là cha đến Việt Nam làm giám đốc học tập viện của dòng Salesian of Don Bosco. Và sau khi cha Kinh á, Mark Hilkin đó đi, cha đó người Tàu, thì cha Louis Robert còn có tên Việt Nam là cha ba. Cha là cái người phải nói cha thuộc dòng tên, và cha đến Việt Nam rất là sớm. Và ở ngay Kỳ Đồng ha. Rồi sau năm 1975 cha bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, và cha đã từng làm tuyên úy cho các trại tị nạn ở Ba Ta An ha. Rồi sau đó qua Hồng Kông, và tôi đã làm việc với cha đó. Tôi không phải tôi khoe cái đạo đức của tôi đâu, nhưng mà tôi muốn chứng tỏ rằng là những cái gì tôi nói là có. Và trên này tôi biết rằng là những cái người đã từng ở Chiêm Quan họ còn có sinh hoạt ở trên này. Có một chú đó người Huế, cảnh sát đặc biệt tuyệt, tôi không biết là chú cường độ hay như thế nào, khai với phái đoàn Mỹ cứ nghĩ rằng là sẽ được có công. Tôi thẩm vấn được Việt Cộng, tôi đã cắt tay 9 lỗ tai, nghe 9 lỗ tai của Việt Cộng, Mỹ từ chối ngay vào luôn. Cuối cùng phải đi Úc. Bởi vậy ok, cái vấn đề cái chính trị của người Hoa Kỳ là có thể ok không thích chế độ cộng sản, nhưng mà họ lụ chủ trương trong vấn đề đấu tranh, trong vấn đề nhân vị và nhân phẩm. Họ tôn trọng cái nhân phẩm của con người, chứ không phải là giống như quý vị ngày hôm nay á, kể cả ông linh mục mặc áo dòng lên cái thấy người ta sắp chết, cái là nghe tin cái là mở tiệc ăn mừng, lên mở tiệc ăn mừng ok thế này thế nọ. Thì một ông linh mục, một vị đại diện tinh thần của giáo hội Công giáo như vậy, với tư cách linh mục như vậy, thì ok dạy gì được cho giáo dân? Rồi đây giáo dân những cái tuổi trẻ nó lên á, khi nó không thích ai á, ok, mà người ta sắp bệnh ngáp ngáp ở nhà thì nó ân mừng, lên ân mừng, tại vì nó có hiềm khích với cái người đó, gia đình đó, thì nó còn lên ân mừng, đúng không? Tại vì ông linh mục Nguyễn Duy Tân á, không có đồng ý cộng sản, không chấp nhận chế độ cộng sản, thì bất cứ một ông cộng sản chóp bu nào đó ngáp ngáp hay là gần chết thì ok mở tiệc ân mừng công khai hớn hở, kêu gọi mọi người ok vui lên đi, alleluia 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 là vui mừng, đúng không? Ok, mấy mà ông chưa sướng lên alleluia đó. Vui lên đi các con, bây giờ ok tên Nguyễn Phú Trọng nó đang ngáp ngáp rồi, ok thế này thế nọ nó sẽ chết rồi. Thì thử hỏi những cái con chiên bây giờ, các em đó, các cháu đó là tuổi nhỏ, nó thấy một cái vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo như vậy á, đang vui mừng trên những cái mất mát, những cái thương tật, những cái tai nạn của người ta như vậy á, thì sau này á, nó lớn lên ok nó không có đồng ý gia đình đó có thâm thù gì đó ha, cái thâm thù gì đó thì cha mẹ người ta chết hoặc là cá nhân cái người đó chết, thì nó mở tiệc ăn mừng, nó sẽ mở tiệc.